Dạ, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà vườn của anh Tèo nha. Nghe anh Tèo nói là có lô mai VIP gì quý vị ơi. À, nhìn thấy nụ ha. Đã luôn. Mình gặp anh Tèo ở Hậu Giang tiếp tục giao lưu mai thành phẩm chơi Tết năm 2022 nha quý vị. Rồi, chào anh ơi. Ồ, có cái cây này. Rồi, chào anh Nhân ơi. Đẹp quá ta. Bán không? Chưa giao lưu, mấy con trang này chờ coi ai có duyên nó mới giao lưu. Rồi tổng chào bà con nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 12. Em cũng lên cái lô mai này là VIP cho bà con. Hàng này có chỉnh sửa rồi hết trơn. Thành phẩm là về là tứ nước chơi thôi. Cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ em mấy cái clip vừa qua nha. Cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại em là 0768621849 Tèo. Zalo số đó luôn nha. Rồi mời bà con vô coi số 1. Rồi. Đây là cây số 1 đây. Ở chương trình của em là bao ship bằng xe tải nha, 300 cây số. Dạ. Từ Bình Phước về tới Hà Tiên, Cà Mau rồi nha. Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó là chở ra tới Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh. Rồi. Khoan, cho em coi nụ cái coi. Trời ơi, cái này nụ cứng cây nha bà con, chỉnh sửa rồi hết. Đâu VIP cả nào đâu. À. Dữ lắm nha. Wow. Này, dịch lên thì là thấy rồi. Đó thấy không? À. Cái lô cây này là thi cành rất đều, chỉnh sửa rồi nha. Cái này bữa nay có đặc biệt là trà gông cho bà con luôn. Trà gông cho ló ra cây luôn cho nó đẹp, dễ trưng luôn. Rồi. Khỏi gì mà có trong trà, đó lên da vàng luôn nha. À, bình thường cây ở ngoài vườn thì nó đóng gông phải không? Đóng gông nó đen là không có trà gông, bữa nay là có trà gông cho bà con luôn. Hả? Mã số 1 này cành thì cành rất đều một cốt cho bà con. Này là giáo gin nha. Mặt bông thì từ 5 tới 12 cánh. Rồi, cho em số đó luôn. Cây số 1. Số điện thoại em là 0768621849 Tèo. Hoành bự lắm nha, cây nào cái đấy bự luôn nha. 27 27 cái gì vậy? Gần 28 rồi đó, chi cành thì gắt đều nha bà con. Đâu anh quay nhẹ nhẹ cho em coi cái nụ cái. Đó. Nhẹ thôi nha. Trời ơi, ló nụ ra trời. Cái lô này đỉnh nha. Hàng này là hàng VIP không à. Cây nào như cái đó. Rồi, đưa em dùm chiều cao đi. Cái này là giống như cây thông luôn nha. Thông này hơi lụn chút. Cây số 1. Chiều cao là 1m85. Dạ. Vừa tới thôi nha Toàn, mày đừng có cho lú ra quá nha, để người ta nói á. Rồi. Rồi là chiều ngang 1m8 nha. Rồi. Rồi, giao lưu sang đây. Cây số 1 này em xin giao lưu là 2.900.000. Bao ship bằng xe tải luôn. Có chậu luôn nha bà con. Xuống. Rồi, em mời cây. Cây này chậu bự lắm nha. Chậu 75 phủ bì đó. Rồi lên cây số 2 đi. Đây nè. Số 2. Rồi, mã số 2. Rồi. Nghe chưa? Đứng chưa? Ờ, được chưa? Đó, chi cành thì gắt đều nha. Cây nào như cái đó nha. Không có lủng lỗ phiết gì chân đó. Chỉnh sửa rồi hết trơn, vậy là tưới nước chơi thôi. À, anh xe nhẹ thôi. Đó, nụ đó. Quý vị nhìn nụ giùm em nha. Hơi nhanh nè, chậm ăn chút nè. Đó. Ờ, đúng rồi, thiệt là chậm mới được. Đó, quý vị thấy ha. Quá trời luôn, nụ đều. Rồi. Đây. Xuống coi. Chi cành nó gắt đều nha bà con. Hàng này là có rửa gông cho bà con luôn đó. Đó, dạ. Lên màu da luôn. Cây này có đế luôn nha. Đó, đế rất đẹp nha. Chi cành này bà coi. Chi cành là gắt đều luôn. Nhãn nhìn giùm em nha. Lô này là VIP không đi nha bà con. Rồi. Đây, đế đây, đế này, đế đó luôn nha. Dạ. Đó. Để đều lắm nha. Rồi, cho em số đó. Cây số 2. Hoành 25 nha. Dạ. Rồi.
Cây này là rất là đẹp nha bà con. Lô này là cây nào cũng như cái đó. Chiều cao của em nó là 1m8 nha. Dạ. Thấy chưa? Rồi. Chiều ngang là 1m75. Rồi. Cây số 2. Cây số 2 này em xin giao lưu là 2.800.000. 2.800.000. Bao ship 300 cây số. 300 cây luôn nha. Có chậu luôn nha bà con, chở bằng xe tải nha. Chở bằng xe tải. Đây tới lên sông cao nha. Đây cái nào cái nấy như cái cục nhà. Nó bự mà nó đẹp. Lên. Đây. Cây số 3. Tới nóc nhà luôn. Đó. Rồi về thác cái Noel cũng, cái thông Noel cũng được nha. Qua qua cái cửa luôn rồi. Rồi xoay nhẹ giùm em. Một cốt nha. Đó. Đó đúng rồi đó. Nhẹ vậy đó mới thấy. Nụ vô dữ lắm nha bà con, nó cứng cái cây luôn rồi đó. Đó, nhẹ vậy mới thấy. Nguyên cái dàn nụ đó nữa. Đó. Vậy thôi, đó, khó dạch gì chứ. Trời, đó, một cốt trực luôn nha. Hàng này là về là tứ nước chơi nha, chỉnh sửa rồi hết, trà gông luôn. Đây, trà gông rồi nha. Nó mập thụ lụ vậy đó. Cây nào nấy đó. Có cành. Cây này có đế luôn nha. Nổi đế trừ. Đây. Rồi, em xin số đo luôn. Nhìn nó có duyên lắm nha bà con. Cái này bự bự không? Đây, cây hoành 27. Đó, kéo thẳng thước luôn nha, nhìn kỹ hơn 27 luôn đó. Cây số 2. Ủa, cây số 3 chứ. Mà số 3. Cái này ở tới lúc nhà luôn. Thuốc cây thước. Quá trời. Rồi, tính 2m2 rồi nha, chiều cao. Rồi. Đấy chưa? Rồi, chiều ngang 1m5 hả? Rồi. Cây số 3. Cây số 3 này coi em cũng xin giao lưu là 2.900.000 nha. 2.900.000. Cây bự lắm nha bà con. Xuống. Đây. Ây da. Trời ơi, trời ơi, nó đã. Quá rồi. Ôi, cây số 4. Mạch số 4. Cây này là đế quýt nha. Cây này cái gì cũng đẹp chân á. Cái này nguyên cái lô này là giảo lá gai không luôn á. Lá như gân cười vậy đó. Giảo Thủ Đức mình đó. Nào để viết đâu. Cây này đế dữ lắm nha bà con. Đó như cái núi vậy đó. Điều hết trơn đó. Cái này chân cái này là làm ăn là nó nở ra dữ lắm nha. Đó như cái núi vậy đó. Đó. Trời ơi cậu. Chi cành thì rất đều nha. Chi cành luôn. Coi chi cành luôn. Cây này nụ cứng cây nha. Anh ngước lên là thấy nụ à. Ủa dạch chi chứ. Dạch nụ luôn. Rồi anh xây nhẹ giùm em. Đó. Đó đúng rồi đó, chậm vậy thôi. Đâu có gì nhìn thấy ha, khỏi cần dạch luôn. Nụ rất là đều. Không. Cây này đẹp lắm nha bà con. Rồi. Cây này có bộ đế là hết sảy cả nồi. Cho em... Cho em lại lần bộ đế nữa đi. Cây này hơi bán giá cũng giao lưu nè. Giá này là có giá ưu đãi luôn nha. Đó. Rồi. Trà gông gọi cho nghe, trà gông cho bà con luôn. Nếu mà không trà gông thì cái cây nó bự hơn chút nữa. Trà gông cho nó trắng, nó vàng lên đó. Đây, rồi em đo nha. Nè, đó trên này luôn nha. 33 nha. Rồi. Đó, củ đặt nó đi. Bỏ rễ này luôn nè, kéo trong luôn nè. Đó. Tới đây thôi. 48. Rồi. Nhìn cây này đã lắm nha bà con. Mạch số 4.
Cây này như cây thông vậy đó. Nó cao à. Cây này chiều cao là 2m2 nha. Dạ. Chọt muốn hoa luôn. Thấy chưa? Rồi, chiều ngang 1m6. Dạ. Cây số 4. Cây này đế quá đẹp nha. Cây số 4 này em xin giao lưu là 4 triệu. Cây này đẹp quá bà con ơi. Bao ship tờ 300 cây số nha. Xuống. Rồi, thằng bông nhiều lắm luôn. Thằng này hả? Ừ. Rồi lên này luôn đi. Đây. Đây lên luôn. Đây. Thế nào? Bông dữ lắm luôn. Bông bự không? Lấy cái. Được chưa? Rồi, được rồi. Ok. Đó. Cây số 4 lùng lực nha bà con. Cây số 5. Rồi, cây số 5. Cây này ai muốn chơi lụng cây, chơi cây này là cây... Đâu, xoay nhẹ thôi. Cây này là siêu nụ luôn nha. Vậy đó anh, nhẹ thôi. Đấy, nụ nó cứng cái cây luôn rồi. Nhân nụ nó nhìn vô thấy nụ không? Nụ nhiều lá nha. Nữa đi, đó. Quá trời nụ luôn. Cây này siêu nụ. Em xem để đây. Cây này tại vì nó lụng nó nhỏ mà chi cái cành nó lực lắm nha bà con. Cái lực... Coi cái nhánh nó thôi. Cái nhánh bay lớn vậy nè. Cái nhánh nó gần 15 mà đã 14 mấy đó. Lực dữ lắm lực. Đó, để thì đẹp nha. Đó, để đó. Cái này để đẹp luôn. Trà gông rồi hết chân cho bà con luôn rồi đó. Về là đem vô nhà trưng thôi. Ok nha. Số điện thoại em là 0768621849 nha. Tèo. Ok nha. Nhánh nào nhánh đấy lực không à? Chơi em số đo luôn. Lô này thì khó chơi, không có chơi cây nào được chứ. Thấy gì chứ, 23 nha bà con. Rồi. Quanh 23 hơn nữa đó. Dạ. Mấy cái phần xanh là gông đúng không quý vị? Đây là gông nha. Gông nó đóng. Đó. Là anh trà trắng hết rồi. Chứ nếu không mà cây nó xanh luôn ha. Ừ. Rồi em đo chiều cao luôn. Ai tới vườn thì một cây em bớt 300 ngàn nha, tiền trở về đó. Chiều cao là 1m4. Rồi. Còn em xích đi thì giá nó vẫn báo như vậy. Rồi chiều ngang tính 1.5m thôi. Rồi. Cây số 5. Mã số 5 này em xin giao lưu là 2.500.000. Bao xích tới Cà Mau luôn. 2.500.000. Xuống. Lần cái này đi cho anh dễ quay. Rồi số 6. Rồi mã số 6. Đó. Cây nào như cái đó nha bà con, có chỉnh sửa rồi hết nha. Ok nha. Em xem đế nha. À. Này có đế nha. Nó còn hơi sâu nha. Rồi, xây giùm em. Này cũng là trà gông rồi luôn. Rồi cốt cành đấy, đó, xây thêm chút nữa nha. Cây nào cũng vô nụ hết trơn nha bà con. Chỉ cần thì gắt đều. Ai tới trường thì tự trở về thì em bớt cây 300 ngàn nha. Chương trình em thì bao ship bằng xe tải. Rồi. Còn ai ở xa quỳ theo chưa nhận nha cô chú anh chị. Chừng nào nhận em thông báo nha. Đây để sâu nha. Cây này chắc cái quành nhỏ hả? Sao tôi có cây này nhỏ vậy? Rồi. Rồi cây này quành 21 nha. 21. Cái tàn cũng khủng lắm. Cái quành gió cái tàn. Tàn gắt đều luôn. Rồi chiều cao là 1m9 nha bà con. Chiều cao 1m9 à. Tới chưa? Rồi. Chiều ngang 1m7. Chiều cao 1m9, chiều ngang 1m7. Rồi mã số 6. Mã số 6 này em xin giao lưu là 2.500.000. Số điện thoại em là 0768621849. Tèo xuống. Đây số 7.
Đây, số 7 nè. Ôi ơi, nó đã 7 cây rồi. Này chậu 7 không anh? À, chậu Phú Quỳ là 75 đó. Rồi. Em đò lại gốm đò sao quên rồi. Ờ, Phú Quỳ là 75 đó nha. Rồi. Rồi, cây số... Số 7. Số 7. Đó. Này hơi gà nắng nó trái cái lá, quý vị thông cảm giùm em nghe, gán coi cái dáng cây. Cái đấy là nó như cây cục trà nha bà con, nó bự lắm bự nha. Chứ phải là nhỏ nha. Cái này giống như nó hai tầng vậy ha. Đó, có hàng này là có chỉnh sửa gọi chân cho bà con rồi đó nha. Xem nụ nè. Xe nhẹ thôi anh. Nụ thì cứng cái cây rồi nha. Đó, nụ đó. Đó. Rồi hàng trên nè, xây giùm em chút nữa nha. Em coi hàng trên. Đó. Được chưa? Coi. Đây, coi cốt nó đi, coi chi cạnh nó đi. Đây, lực kỹ lắm lực nha. Để đây. Đó, cái gốc nào cũng thấy mày lớn. Rồi. Cây này hơi dặn 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 luôn nha, đẹp nha. Thêm chút nữa nghe. Đó. Thêm cốt cạnh cái. Chút nữa đi. Cây này còn hơi sâu nha bà con. Để bên này ló mà bên này chưa nè. Chi cạnh thì gắt đều. Cây số 7. Rồi, cho em coi số đo luôn. Đây. Đây cái hoành 29 nha. Rồi. Đó. Kéo ở trên này nha. Cây số 7. Cây này nụ dữ lắm, nụ nha bà con. Cao dữ trời. Má hai tầng cái gì? Cao 2m 2m1 nha. Rồi. 2m2 tới 2m1 đó. Rồi nụ cây này siêu nụ luôn nè. Quá trời nụ. Rồi. Rồi chiều ngang 1m6. Rồi. Cây số 7, cây số 7 này em xin giao lưu là 2.900.000. Cái này lắng lại 3 triệu đó, tới 2.900 rồi. Xuống. Đây. Lên số 8 này đi. Đây nè. Lên. Trời ơi. Rồi, mã số 8. Ê, cái này là đúng tàng dù nha bà con, chứ không phải tàng thông nha. Cái này nè, nó xè ra bự, nó bự. Đó. Cái này chiều ngang nó bự lắm à nha. Điều luôn nha. Rồi, em xem nụ đây. Đó. Qua đi, qua đi anh. Qua đi. Qua đi. Cái này vô nụ mà nó tại nó bự quá, nó vô nụ hơi nhỏ nha bà con. Thấy không? Dạ. Nó hơi nhỏ chút. Vẫn nở bình thường nha. Thấy nó vậy chứ nó nở bình thường à. Rồi. Ờ. Nó xè quá trời bự rồi. Đây, chỉ cành nó đây. Để này. Cây này còn sâu nha. Rồi, cây này có trứng luôn nè. Đây nè. Đây nè. Đây trứng nè. Trứng nhỏ nhỏ là sao đèo ra. Quá vậy. Được. Rồi em xem cốt cạnh đây, thêm chút nữa, quay thêm chút nữa nha. Rồi cho em số đo luôn. Rồi cây số số 8. Số 8. 215 nha bà con. Rồi. Cây này là tàn dù đó, cây này tàn xè cái bự lắm bự. Rồi cây này chiều cao 1m6 nha. Chiều cao có 1m6 hả? Rồi. Tính 1m5 đi, chiều 1m6 đó. Cây này chiều ngang bự lắm nha. Tới chưa? Rồi. Đó, hết cái thước luôn nha, 2 thước. Rồi, 2m tán ngang. Rồi cây số 8. Mã số 8 này em xin giao lưu là 2.700.000 nha. Bao ship 300 cây số xuống. Đã. Nè, số 9. Lên. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 nha.
cây này mới giống cây thông nè, em thấy giống cây thông quá trời luôn đó, quá đã luôn. Hàng này có chỉnh sửa rồi nha bà con. Rồi cây này lá gai luôn nữa nè, cái lá trà bá nữa. Đâu lá gai đâu, cho em coi lá gai nãy giờ đâu. Bạn ai dừng dừng, lá gai là gì quý vị? Lá này chưa chưa chưa. Đây này, cái lá là nó như có gân cưa nha. Nè nè, có gân cưa đúng rồi. Rồi thấy không? Đó, phải coi kỹ mới được, mới thấy cái gân cưa đó. Đây đây đây. Anh giật gì sao coi. Rồi đây nè, thấy đó. Thấy không? Nhìn nó giống cái gân cưa nha, đút 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 bật vô là nó quẹt chạy luôn á. Rồi em xem nụ đây. Cái màn xem nụ này nó hơi mất thời gian nhưng mà quý vị thông cảm anh cho em nghe. Tới Tết mà. Tết xem mai thì phải xem nụ thôi. Ở cho qua chút nữa. Cái này vô mà nụ hơi nhỏ nha bà con. Ừ. Cái điệu chân mà nó hơi nhỏ nha. Ừ. Tới Tết to ra cái gì? Đây nè, đây nè, cũng vô rồi, để hết chân rồi nha. Dạ. Đó. Đó. Thấy không? Được rồi, qua. Điệu hết trơn á, lên tới đọt luôn nè, vẫn vô bình thường nha bà con. Tới đọt nè. À, thấy không? Rồi. Cây này đẹp nha. Em xem đế luôn. Đây, mã số 10 nha. Mã số 10 chỉ cành rất đều nha. Đó, trà rong cho bà con hết rồi đó. Cho bà con thấy luôn da cây này luôn nha. Chứ rồi không có trà, chứ này trà đó. Số 9 nè, mã số 9 nè. Rồi, số 9. Ủa, này số 9 sao? Rồi, số 7, số 8 nè, số 9. Số 9 nha. À, sorry quý vị. Đó, chỉ cành đều nha bà con. Cây đã chỉnh sửa rồi hết thành phẩm cho bà con chơi. Số điện thoại em là 0768621849 nha. Rồi cho em xin. Rồi em đo luôn. Rồi vị trí này là 26 nha bà con. Rồi 26. Về chơi Noel luôn nha. Hôm nay dịch quá tiết kiệm đi, mua lấy cái mai ra trên quen. Chiều cao 2m. Tới chưa? Rồi. Rồi chiều ngang 1m6 nha. Rồi. Cây số 9, cây số 9 này em xin giao lưu là 2.700.000. Rồi. Xuống, ở lại đây đi. Xuống đi. Mã số tiếp theo. Đây. Đây. Mày luôn đi. Trời ơi. Đây số 10. Nặng gì vậy? Số 10. Rồi, mã số 10. Đó, chỉ cần cắt đều nha, nụ cứng cây nha bà con. Cái này cao dữ vậy? Giống cái thông không? Nó chỉnh sửa rồi. Phải, phải ánh sáng đẹp á, em chụp cái này cái. Bây giờ nó ngược sáng khó. Nhưng đó. Mà nhìn được cây thông đã. Hàng này cắt đẹp nha bà con. Cây này nụ cứng cây rồi nha. À, nó vô tới đọt rồi nha. Nó bị chá rồi. Nó thấy. Đó, mình gì mới thấy được nè. Đó, lật lên mới thấy. Nó bị cháo quá. Rồi lên tới đọt luôn đó. Rồi che lại. Ờ à, đâu luôn rồi. Đó đó, che lại. Nè nè, lên tới đây luôn nha. Cái gà đầu hết trơn là bự không nha. Hàng này thì nụ thì ok, đã cây mai như vậy nhìn là biết là có đủ không rồi. Nó quá trời sung, quá trời tốt nha. Khoan, để em coi cái. Nè cái tay em nè. Nụ nè. Rất là to. Đó, vậy đó. Rồi, em xem đế nha. Đó. Cây này đế còn hơi sâu kìa mà con. Nhìn chi cạnh thì gắt đều. Cây này hoành hơi nhỏ chút. Cốt cành nha. Khoan, xây chút nữa anh. Chút nữa. Đó. Rồi. Đây, nguyên cái lô này là nó nằm trong cái chậu đo cho bà con coi luôn nha. Phủ bì là 75 nè. Đó. À, dạ, rồi. Rồi, cho em số đo mình. Rồi, đo thân luôn nha. Rồi, cây này hoành 22. Rồi. Lá gai là gì nữa. Rồi, cây này đẹp lắm nha bà con. Chỉnh sửa rồi như cái thông luôn. Cao hơn cái thông luôn. Ủa, cao quá trời hơn cái thước nha. Hơn cái thước quá vậy. Hơn cái thước nha. Chiều cao 2m2 nha. Rồi.
Tới chưa? Rồi. Rồi ngang 1m6. Dạ. Cây số 10. Mã số 10 này em xin giao lưu là 2.600.000. Bao ship có chậu luôn nha, tới Cà Mau. Xuống, đợi đợi đi đi. Cà Mau, Tây Ninh, Vũng Tàu á anh. Ừ, Bình Phước luôn. Đồng Nai, Bình Phước. Được không? Đồng Nai đi không? Được, được, được. Đây số 11. Xe tải nha quý vị. Anh sẽ chở bằng xe tải. Có chậu luôn ha. Có chậu hết. Còn ai mà lại vườn thì một cây em bớt 300 ngàn tự chở nha. Rồi cô chú anh chị nào mua về bán lẻ thì có giá sỉ luôn. Mà số lượng em có hạn nha. Cái hàng này không có nhiều đâu nha bà con. Đó, cây số 11. Cây VIP thì không có nhiều ha. Ừ. Nhưng mà có giá sỉ phải không? Có giá sỉ. Có giá sỉ luôn. Cây này vô nụ là cứng cây rồi nha. Trời ơi, em quay giữa trưa nắng nó hơi bị cháy. Quý vị gắng xem nha. Đó nè. Đây nè. Đó, nhìn ừ, đó đó, nhìn đi. Xương gì thôi, được rồi, thấy rồi nha. Rồi, dạ. Bên đây nè. Rồi đó. Cái dạch từng nhánh lâu quá. Nó vậy đó, nữa rồi. Không. Nè. Đó. Ừ. Vô điệu hết trơn á. Rồi, được rồi. Rồi, em xem đế nha. Rồi, thì cần thì gắt đều nha. Mã số 11 nha. Cái lô này quá trời kỹ thì đẹp quá à, chi cành thì chỉnh sửa rồi hết mà trà gông luôn cho bà con luôn nha. Này nó tết mà chân cây mai mà nó gông ghiêu không trong nhà mà nó trà sạch chân này là cái nó nhỏ lên chút đó. Rửa chi cành đó. Rồi em xem số ra luôn. Rồi. Rồi hoành 22. Đồ này là không có giờ lép chỗ nào hết trơn nha bà con. Chơi là yên tâm. Rồi cao 1m9. Rồi. Tới chưa? Rồi. Rồi ngang 1m7 nha. Dạ. 11. Cây số 11. Cây số 11 này em xin giao lưu là 2.500.000. 2.500. Bao ship luôn. Bằng xe tải. Xuống. Đưa cây vô luôn. Lên, lên. Đây. Mã số 12. Mã số 12. Đọc số lên ơi. Số điện thoại em là 0768621849 Tèo. Đó, ngồi nghe chưa? Anh Tèo đang ở Hậu Giang nha quý vị. Đó, cách cầu cơ ba 300m nha bà con. Cách cầu cơ ba của xã Phú An á, tỉnh Hậu Giang. 300m. Nó gần ngã 6 đi cho nó dễ. Ừ, chợ cái chanh đi vô thì có 3 cây số thôi. Đây, ngã 6 nó nổi tiếng hơn. Đó, cây mai chỉnh sửa rồi hết nha. Ok, về là trên thôi. Đây. Xem đế trước nha. Đây, rồi, mã số 12. Đây này có đế nha bà con. Đế mà còn hơi sâu nha. Đó. Chỉ cành thì gắt đều. Trà gông nữa đó. Nó ở không rồi. Trà gông hết rồi. Rồi cốt cành đây. Xe thêm cho em một chút nữa nha. Rồi cốt cành ạ. Xem nụ không? Cây nào với cái đó nha. Nụ thì đều hết trơn rồi. Đó chứ đi xem nụ sao. Đó đi. Rồi cây số 12. Đây. Hoành 23 nha. Rồi. Rồi cho em xem nụ coi. Dập giùm em nè. Đó, vậy đó, hỗ trợ đi. Trời, đó không? Nè, nó quá đã luôn. Rồi. Điều cây hết nha bà con. Rồi. Đó, cây này cũng chỉnh sửa rồi, rồi nó không có lép chỗ nào chứ nhìn rồi. Đó, cái lá xịt giờ luôn nha. Rồi, chiều cao 1m8. Rồi. Chọt cũng qua luôn kìa. Được chưa? Rồi. Rồi chiều ngang 1m6 nha. Rồi. 12. Cây số 12. Cây số 12 này em xin giao lưu là 2.600.000. 2.600.000. Rồi. Chở ra tới Vũng Tàu luôn nha. Đó, xuống. Quý vị nào đi ngang Cần Thơ là được giảm 300.000 quý vị. Rồi ai lại chở thì giảm 300.000 cây nha. Đây, lên. 12.
Tới Hậu Giang giá lộn, tới Hậu Giang. Đây, mùi hoa. Tới Hậu Giang thì được giảm 300 ngàn, rồi có giá sỉ nha quý vị. Đó, cây mùi hoa nha. Mã số 13. Chi cành thì gắt đều nha bà con. Khoan khoan, chậm cho em thôi. Xem đủ thì đây. Cứng cây rồi. Dập giùm em coi. Đây nè. Thấy không? Chưa nó khó thấy. Đó. Vậy nè. Nè. Đúng không? Ở dưới nè, đó. Rồi. Nè, bên đây cái nó đi. Đó. Đó. Nè. Thấy không? Dạ. Trùm trùm nè. Dạ. Rồi. Rồi, mã số 13 nha. Điều cái cây hết đi nha bà con. Cây này đặc biệt là em có khuyến mãi quận ngò nha, để bà con nào có nấu canh chua thiếu ngò bỏ vô. Đó. Quá trời quận ngò nó tốt. Đó, cây số 13. Rồi, cốt cành luôn nè. Xe chút nữa nha, xe nha. À. Rồi, đo em thông số luôn. Cái này đế có nè, mà hơi sâu nha bà con. Nè, cộng là ló nè. Dạ. Nếu mà nó ló đế là đo còn bự dữ nữa. Rồi, cái hoành 23 nha. Rồi. Cây số 14 hả? 13? 13. 13. Mã số 13. À, cao 1m9. Rồi. 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 Rồi ngang 1.8 luôn. Rồi. Tính 1.7 thôi nha, rồi trừ hao cho tắt luôn. Mã số 13. Mã số 13 này em xin giao lưu là 2.700.000. 2.700.000 quý vị. À, bao ship tới Cà Mau luôn. Rồi, xuống. Đây. Phú Quốc Phú Quốc không anh? Phú Quốc ai mua một xe giao tới Phú Quốc luôn nha. Phú Quốc chở luôn ha. Ừ. Đủ xe mới đi ra được nha. Đi qua Phú Quốc tắm biển luôn. Này chưa lên mà. Lên chưa? Lên rồi ông nội ơi. Này của anh kia mua rồi. Nè. À, mã số 14. Ai 14. Em mua xe đi chở qua Phú Quốc tắm biển. Rồi, 14 nha bà con. Đó, cây này dữ lắm nha, nụ cũng cứng cây rồi. Ồ, cây này đế dữ nha. Nụ đây. Nè, nụ rồi. Dập đi cho nó mau. Đó, nhánh gì thôi. Em dập từng nhánh, nhánh lâu quá. Thấy không? Đó nè. Bên đây nè, ra tới đọt rồi nha. Dạ, dạ. Nụ dính này gì là thấy rồi nè, đó. Dạ, rồi. Trời nụ nó nhiều hơn lá nữa nha bà con nè. Rồi, rồi ok nha, lên tới đọt luôn nha. Tiếp tục luôn. Đây, để đây. Mã số 14 nha. Cái này tứ vô ló đế nha. Đây, để cộng cộng nha. Cái này, cái này mập mập không à. Chà gông rồi luôn. Đó. Rồi, chi cành nè. Chút nè. Rồi, được chưa? Chưa, chút nè. Rồi. Đo giùm em hoạch lô này thì yên tâm mà chơi nha, chỉnh sửa rồi hết trơn cho bà con rồi. Về là chí yếu là tưới nước là chơi hả? Hoành 24. Rồi, 24 nha. Cây xuống. Mã số 14. Cây này cũng như giống cây thông nè. Nó cao 2m1 nha. Đã không? Nó to to. Chiều cao 2m1. Rồi, cao 2m1. Chiều ngang. Rồi. Rồi, 1m5. Rồi. 1m6 chứ, 1m6. Rồi, cây số 14. Mã số 14 này em xin giao lưu là 2.700.000 luôn. Bao ship tới Vũng Tàu. Xuống. Nãy đi Phú Quốc bây giờ đi Vũng Tàu. Đi. Giờ luôn 15. 15. 15. Rồi. 15 nha. Đây.
Cái này lúc 12 giờ trưa nha bà con, thông cảm coi nha, có chá thì coi cái kỹ rồi đó. Mấy số 15. Anh xem đế đây. Mã số 15. Cái này có đế nha. Đây nè, còn nó còn hơi sâu thôi chứ tại vì lúc trồng nó sâu lắm. Đế đây. Cái này nếu mà ló đế còn đẹp nữa nè. Bên này luôn nha. Đó, nở nè. Không. Chi cành thì gắt đều. Thêm chút á, thêm chút cho em cốc cành nha. Đó. Cái này vô nụ hết trơn nha bà con. Rồi, rồi giùm em hoàn thân. Rồi đó luôn, cây số 15. Mã số 15. Cái hoành 25. Rồi, 25. Chiều cao là 1m95 nha. Rồi. Đây, nụ nó vô gì nè, nó còn ra tới đọt luôn mà nó còn nhỏ nha. Rồi. Ra tới đọt luôn. Rồi. Ở trong thì vô trước. Nhiều mấy cái nhánh dưới nè, nó vô gì cho. Đó, bự bự gì nè. Rồi. Rồi. Mã số 15. Mã số 15. Chiều cao. Chiều cao 1m9. Rồi. Cái này chiều ngang. Kéo bánh. Rồi. Rồi chiều ngang 1,5 nha. Rồi. Cây số 15. Giao lưu sao? Rồi cây này em xin giao lưu là 2.500.000 bao ship tới Cà Mau. Rồi. Xuống. À, cứ làm tiếp tục đi, em đổi hướng coi. 16. Hướng này nó sáng hơn chút. Rồi. Lên 16. Cũng bị chá. Thôi, xem tạm rồi bà con. Đỡ hơn chút. À, cây thần chậu mà nó ra tới lỗ thoát nước luôn nha. Ra ghế đó, đeo đó. Đó. Nó mạnh mà tới ra tới lỗ thoát nước luôn. À, lá rất sung nha. 16. Mã số 16. Hàng này chỉnh sửa cho bà con rồi hết rồi nha. Xem chậm, xe chậm giùm em xem nụ thử. Cái này nụ cứng dữ lắm mày. Thấy chậm không? Nữa, chậm nữa chút xíu, chậm nữa nha. Đó, chưa. Cái gì thấy không? À. Nụ thì cái này dài dữ lắm rồi. Đó. Mấy cái nụ bự bự này ai mà mới cắt nhà ăn tân gia đó lặt lá là nở luôn, 15 ngày sau là nở rồi nè. Khỏi cần canh đi. Đây, để đây. Đó, một cốt cho bà con. Thẳng lên không thẹo dứt, không thẹo dứt nha, cây này không có trà gông nha. Cây này bữa hổm trở về trước không có chưa trà gông luôn. Đây chút. Quẹo vào đây. Ờ. Vậy thì lại thấy cái đế nha. Cái đế nó ngon. Đế nè. Hướng bên kia khó thấy quá. À. Ok, mã số 16 nha. 16 phải không? Đúng rồi, mã số 16. Đợi em coi cốc cành nha. Ồ. Xài đi, cứ xài đi. Rồi, cho em xem thông số hoành thân luôn. Rồi, chưa. Rồi, đó đi. Coi cái đế thì quay ngược sáng thì lại ngon. Rồi, cái hoành 24 nha. Rồi, 24 cái gì? Cái bàn quay nó hơi nghiêng nha bà con. Còn xây kìa. Nó hơi mổ xuống gì nha. Thuận sáng mà lại đã. Cái này thì nụ nó vô rất là cứng kìa rồi. Ở cao dưới đây. Cao 2m2 nha. Rồi. Tính chưa? Rồi. Rồi, chiều ngang 1m6. Hơn 1m6 tính 1m6. Rồi. Mã số 16 đúng không? Mã số 16. Mã số 16 này em xin giao lưu là 2.700.000 nha. 2.700.000. Tới giường bớt 300. Xuống. Xuống. Bỏ. Rồi. Bỏ con đầu ngoài đi, tới này đi. Đây. Mười quẩy. Đây nè, mười quẩy nè. Xích vào bánh chút mày. Con đỏ đã không quý vị. Rồi, mã số 17. Đây, nghe chưa? Rồi, ngoài nhỏ quá. Mã số 17 nha.
Đó, hàng chỉnh sửa lại vậy nha bà con, không có cây nào cũng như cây đó nha. Đó, nụ thì cứng cây rồi nha. Thấy không? Trời khó mày. Khoan, đây qua đây, đây, qua đây. Gì được không? Không, nó chá. Chá chứ. Bên này. Ừ, vậy đi. Đó. Bên đây thì lại thấy được. Đó, đó. Vậy đó. Thấy chưa? Thôi kệ em gắn đi qua đi lại quý vị. Hả? Đó thấy không? Đó, rồi. À, dưới này thì nó vô bự bự rồi nha bà con nè. Dạ. Đó. Rồi. Chừng thì vô trước giờ. Đây. Rồi. Mã số 17. 17 nha. Cái này mập lắm nha. Em xem để luôn. Mã số 17. Đây, để có nè mà còn hơi sâu nha. Đó, cái này nở đế luôn. Đây. Có cành này. Đấy, chút chút nè, chút nè. Rồi chưa? Rồi, đo giùm em luôn. Quanh thân. Quanh 25. 25. Rồi. Cái này quá trời đã nha. Cái này cao 2m nha, 24 tính 2m. Đây, chiều cao đây. 2m1. Rồi. 2m thôi. Bỏ chân tắt đó. 2m. Tới chưa? Rồi. Rồi, chiều ngang 1m6. Rồi. Mã số 17. 17 này em xin giao lưu là 2.700.000. Xuống. Đây đi. Lên mạng này đi. 18. Đi đâu vậy xa? Dạ. 18. Đó. Cây nào như cái đó nha bà con. Lô này chỉnh sửa rồi hết thành phẩm. Số lượng mà có hạn nha. Số lượng này không có được nhiều đâu. Rồi. Em xem nụ đây. Dạch cho em coi. Đây. Ồ, cái này còn hơi nhỏ nha. Đây. Cũng vô hết trơn nha bà con. Thấy không? Đây. Đây nè, ở dưới này nó vô trước gì nha. Đây. Thấy không? Thấy. Rồi, được rồi đó. Rồi, mã số 18. Em coi đây. Mã số 18. Đây thì cành đây. Cái này còn sâu nha. Nè, tới đây mới ló nè. Xuống cỡ 5 phân nữa là bắt đầu ló đó. Thấy không? Cái này mà đo ngay cổ nó chắc bự rồi. Chút nữa, đang xem cốt cành nha. Rồi, được chưa? Chỉ cần ngắt đều nha bà con, tránh lực lực không nha. Rồi. Rồi, nhìn em luôn. Rồi luôn đi. Rồi, cái hoành 24. 24 cái gì? Chiều cao luôn. Chiều cao 2m. Chiều cao 2m, rồi. Tới ngang. Tới chưa? Rồi. Rồi, mình đó rồi, chiều ngang 1m6. Rồi. Xuống cây không rồi, cây 18. 18. Mã số 18 này em xin giao lưu là 2.600.000. Tới vườn còn 2.300.000 nha. Xuống. Rồi, xuống đi. Đây lên 19 đi. Đấy, cái 19 này cái whip nha. Cái không giống cái đó, có đó. Đó. Ôi, cái này mập. Nó mập và nó bự. Đây. Đó. Còn cái này lực lắm nha bà con. Cái này dữ nha. Thấy không? Đây. Đó, nụ đó. Chơi chơi ra, giữ mày, giữ mày, giữ mày. À, rồi, nữa đi. Đây.
Vậy là dễ nha. Dạ rồi. Quá trời luôn. Có điều cái cây hết nghe bà con, tới đọt luôn chứ không phải là nấy nó sung gì nó không vô nụ nha. Rồi, đó xin thì nó xanh lè luôn. Cây, cây này hai tay, hai chỉ hai bên nha, cắt lực nha, để có luôn. Đấy. Cái nhánh này thì muốn để cũng để thôi, mình cắt tới đây làm cái nhánh đưa ra nha. Nhánh này không cần thiết. Đó, cây này mập một cốt thẳng luôn. Chi cành thì nhìn gì là cắt đều rồi nha. Nhánh nào nhánh bự bự không nè. Rồi, xem chút nữa. Ok nha. Đó, một cốt trực luôn. Đây, để đây. Đó. Để nó còn dưới này nha bà con. Tại vì trồng hơi cao quá. Rồi, cho em số đo luôn. Rồi, em đo luôn. Qua này đi dễ. Chờ chút. Đi ngoài kiếm chờ chút. Cái điện thoại là chờ chút. Đây, cái hoành 100, ổ dữ vậy. Quá trời luôn cái góc này. Hoành này 26 nha bà con. 26 cái gì? Kéo thẳng thước luôn đó. Trời. Chứ không phải 100 đâu nha. Hoành này quá thì dữ rồi. Đây. Cái này đã lắm nha. Em gán đi vòng vòng. Cái này cao 2m2 nha bà con. Dạ. Đó, cái này thế cái thông được không? Đẹp lắm chứ mà, giỡn hoài. Quá à, rồi, tới chưa? Rồi. Rồi, chiều cao 1m8. Ủa, chiều ngang 1m7, tính 1m7, hơn 1m7 đó. Rồi. Cây số 19. Mã số 19 này em xin giao lưu là 2.800.000. 2.800.000 nha. Tới Cà Mau luôn. Xuống. Bao xít nha, bằng xe tải có chậu luôn nha. Rồi, cây số 20 đi. Chơi cái này luôn đi. À, số lượng này có hạn nha bà con, xích qua bánh chút. Này 20. Đó, hàng này có chỉnh sửa rồi nha. Cái này có nung rồi. Không nổ này không đi trà gông hay gì. Đó. À, cho em coi nụ đi. Cái này nhìn vô là thấy cái gì. Đây, thấy chưa? À, nhỏ nha bà con. Rồi. Đó. Điều cái cây đi. Nha. Qua đây cái đi. Thấy không? Đó, có điều trên mà nó hơi nhỏ nha. Rồi. Rồi, em xem đế đây. Cái này đế dữ ạ. Cái này hai lớp đế nha. Đây lớp dưới nè. Dạ. Lớp trên nè. Cái này cũng một cốt nha bà con. Đó. Hàng này có chỉnh sửa rồi hết trơn cho bà con chơi nha. Cây này muốn lên sụ gì nè. Mã số 20 nha. Cây này ngon. Rồi, mã số 20. Để qua đã luôn. Rồi. Cốt cành nè. Đó. Rất đều nha, lùng lực luôn. Rồi, em đo luôn nha. Rồi, đó luôn. Rồi, số 20. 20. Hoành 24 nha. Rồi. Hàng này là ok nha, chỉnh sửa rồi hết, chỉ cần gắt đều. Chiều cao 1m9. Rồi. Thấy chưa? Rồi. Rồi, tạ ngang 1m6. Cây số 20 này em xin giao lưu là cây số 20. 2.700.000. Số điện thoại em là 2.700.000, bao ship nha. Ai tới vườn thì em bớt 300.000 một cây, tự chở về. Còn có giá sỉ cho bà con nha, số lượng thì có hạn. Số điện thoại em là 0768621849, tèo. Rồi, tổng chào bà con nha, hẹn gặp lại. Hết anh. 20 cây thôi. Hôm nay không có hàng người phía ngoài hết rồi. Rồi, bao ship 300km ha. Rồi, tổng chào bà con. Rồi, em thấy cái cây này... Rồi... mình có cặp ông Trang này nha, chưa ai muốn có duyên với nó thì điện cho mình nha, mà cái trái mình chưa muốn giao lưu. Thấy nó đẹp quá, mình chưa muốn giao lưu đó. Còn cây bên kia hả? Ừ, cặp lần. Giống hệt nhau luôn hả? Ừ, giống hệt nhau nha. Cây bên kia đó quý vị đang bị chết hả? Một cốt không nha, cái này hoành cỡ 20 đó, thằng ngang nó cũng dữ lắm mà. Vậy hả? Ai cũng hỏi chứ, ai để coi ai có duyên với nó nha. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu Mai thành phẩm VIP.
tại nhà của anh Tèo ở Hậu Giang. Và có giá sỉ luôn quý vị, bao ship 300 km. Quý vị nào thích hãy gọi điện cho anh Tèo nha. Tới Phú Quốc luôn quý vị. Rồi, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt. Yes.